Chào mừng các bạn đến với khoa điều dưỡng trường Đại học Đại Nam. Điều dưỡng là một trong ba ngành mũi nhọn thuộc khối ngành sức khỏe của trường Đại học Đại Nam. Với phương châm đào tạo vững kiến thức, chuẩn tay nghề, sáng tương lai, khoa điều dưỡng đã và đang trở thành điểm đến uy tín của các bạn trẻ ưu tú, khao khát khoác lên mình chiếc áo blue trắng thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các bạn tân sinh viên thân mến, khoa điều dưỡng trường Đại học Đại Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 5 năm 2016. Khoa có sứ mệnh đào tạo điều dưỡng viên đại học có chuyên môn giỏi, sở hữu các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, có động cơ và thái độ làm việc chuyên cần, có đủ năng lực làm việc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong nước cũng như quốc tế. Phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo điều dưỡng uy tín, chất lượng, được người học và xã hội tín nhiệm, đánh giá cao. Khoa có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cơ hữu được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản từ các cơ sở đào tạo điều dưỡng uy tín trong nước và quốc tế. 100% giảng viên có trình độ ngoại ngữ tốt, có thể giảng dạy bằng tiếng Anh. Trưởng khoa, thầy Lê Văn Duy, các học phần phụ trách, điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng người cao tuổi, trợ lý hiệu trưởng phụ trách khoa điều dưỡng, cô Trần Thị Hương Giang, cố vấn chuyên môn, tiến sĩ Ngô Xuân Long, các học phần phụ trách, điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng tâm thần, trưởng bộ môn điều dưỡng cơ bản, cô Nguyễn Thị Thanh Hà, học phần phụ trách, điều dưỡng cơ bản, thực hành điều dưỡng cơ bản, bác sĩ chuyên khoa 1, Nguyễn Văn Giang, giảng viên, học phần phụ trách, tổ chức và quản lý y tế. Bác sĩ Nguyễn Thị Hà, giảng viên, học phần phụ trách, thực hành điều dưỡng cổ truyền. Thạc sĩ điều dưỡng Hoàng Thị Vân, giảng viên, học phần phụ trách, điều dưỡng nội khoa, điều dưỡng sức khỏe phụ nữ, điều dưỡng cộng đồng. Thạc sĩ y tế cộng đồng Vũ Hoàng Anh, giảng viên, giảng dạy học phần, điều dưỡng cộng đồng, phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, tổ chức và quản lý y tế. Thạc sĩ điều dưỡng Đoàn Thị Nga, giảng viên, học phần phụ trách, điều dưỡng ngoại khoa, điều dưỡng nhi khoa, điều dưỡng sản phụ khoa. Thạc sĩ điều dưỡng Ngô Thị Huyền, giảng viên, học phần giảng dạy, điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, điều dưỡng hồi sức cấp cứu, điều dưỡng chăm sóc giảm nhẹ. Giảng viên thực hành, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, học phần phụ trách, điều dưỡng tâm thần, thực hành kỹ năng điều dưỡng 1, 2, 3. Thạc sĩ Nguyễn Thị Bông, giảng viên, học phần phụ trách, điều dưỡng nhi khoa, thực hành kỹ năng điều dưỡng 1, 2, 3. Giảng viên thực hành, cô Nguyễn Thị Ly, học phần phụ trách, thực hành kỹ năng điều dưỡng 1 và 2. Giảng viên thực hành, cô Nguyễn Thị Thu Trang, học phần phụ trách, thực hành kỹ năng điều dưỡng 1 và 2. Cô Vũ Thanh Hoa, kỹ thuật viên. Ngoài ra, khoa còn có đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế và rất tâm huyết đến từ khoa nội, khoa ngoại, khoa sản, khoa nhi của các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Sanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông. Các bạn sinh viên thân mến, chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng được thiết kế trong 4 năm với tổng 142 tín chỉ tích lũy. Trong quá trình học tập, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức đại cương, cơ sở khối ngành, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, sinh viên được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, kỹ năng mềm, công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo liên tục được rà soát, cập nhật theo chuẩn năng lực ASEAN, phù hợp với bối cảnh về mô hình bệnh tật và nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam. Học đi đôi với hành, sinh viên điều dưỡng được thực hành với hệ thống Skills Lab hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo thành thạo 55 kỹ năng điều dưỡng cơ bản đạt chuẩn năng lực Miller mức 3/4 ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các môn học sinh viên sẽ được học qua từng năm cụ thể như sau. Năm thứ nhất, sinh viên tập trung học các môn khoa học cơ bản, ngoại ngữ, tin học và các môn nền tảng của khoa học điều dưỡng. Ngay kỳ thứ hai, sinh viên đã được học thực hành những kỹ năng điều dưỡng cơ bản nhất. Năm thứ hai, sinh viên học các môn y học cơ bản, y học cơ sở và tiếp tục học kỹ năng điều dưỡng cơ bản tại phòng Skills Lab. Năm thứ ba, sinh viên bắt đầu đi thực tập tại các bệnh viện và học các môn chuyên ngành điều dưỡng. Năm cuối, sinh viên tiếp tục học, thực tập tại bệnh viện, hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp để đủ điều kiện ra trường. Sau 4 năm, cử nhân điều dưỡng Đại học Đại Nam đạt được các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ sau đây. Về năng lực kiến thức, vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành vào công tác chăm sóc người bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện của nhân dân. Về năng lực kỹ năng, thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại bệnh viện và cộng đồng. Về năng lực tự chủ động, tu dưỡng xác định định hướng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tế về chăm sóc sức khỏe. Về thái độ, tâm đức, có lòng yêu nghề, đồng cảm với người bệnh, có khả năng học tập nâng cao trình độ ở bậc cao hơn ở trong nước và quốc tế. Vì là ngành đào tạo mũi nhọn của trường,
nên khoa điều dưỡng được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành hiện đại, đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn. Hệ thống giảng đường đa dạng diện tích, đầy đủ tiện nghi hiện đại, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy tính, máy chiếu, điều hòa, vân vân, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập. Hệ thống Skills Lab hiện đại giúp dạy các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thủ thuật tay nghề, kỹ năng khám bệnh và chẩn đoán điều dưỡng đa chuẩn ASEAN. Hệ thống thư viện sang trọng hiện đại kết nối Internet tốc độ cao với hơn 10.000 đầu sách, giáo trình và tài liệu tham khảo. Hệ thống sân tập, nhà thể chất, khu thao trường, ký túc xá hiện đại ngay tại trường phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của sinh viên. Đặc biệt, khoa có hệ thống bệnh viện thực hành là các bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, vân vân. Tại mỗi bệnh viện thực hành, sinh viên sẽ được đi thực tập tại các chuyên khoa để làm quen với các phương pháp, kỹ thuật chăm sóc đặc thù của từng khoa. Sinh viên khi đi thực tập tại bệnh viện sẽ được thực hành theo nhóm và được hướng dẫn trực tiếp bởi điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm tại các cơ sở thực hành. Đặc biệt, Đại học Đại Nam đã ký kết với các công ty đào tạo tiếng Nhật để đưa sinh viên đi thực tập tại Nhật Bản 1 năm nếu đạt yêu cầu về chứng chỉ tiếng Nhật N4. Các em vừa có cơ hội học tập, trải nghiệm tại các viện dưỡng lão, trung tâm y tế Nhật Bản, vừa có thu nhập khoảng 18 đến 20 triệu một tháng. Với chuẩn đầu ra theo năng lực, sau khi ra trường, cử nhân điều dưỡng Đại học Đại Nam có thể đảm nhiệm các vị trí công việc như điều dưỡng viên khoa phòng trong bệnh viện, cơ sở y tế công lập và tư nhân trong toàn quốc, điều dưỡng trưởng khoa, phòng và bệnh viện, giảng viên thực hành tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng, làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu về điều dưỡng, học tập nâng cao trình độ ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ điều dưỡng để làm giảng viên cho các trường đại học tại Việt Nam và nước ngoài. Mặt bằng lương trong nước dao động từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Mức lương phụ thuộc vào bằng cấp, vị trí, kinh nghiệm và khả năng làm việc. Nếu đủ điều kiện làm việc tại Nhật, Đức, Singapore thì mức lương dao động từ 40 đến 60 triệu đồng một tháng. Năm học này, Đại học Đại Nam cấp học bổng khuyến tài không hạn chế số lượng cho sinh viên hệ đại học chính quy trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, sinh viên ngành điều dưỡng sẽ nhận được học bổng khuyến tài trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất nếu có điểm trúng tuyển từ 24 điểm trở lên, 50% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất nếu có điểm trúng tuyển đạt từ 23 điểm trở lên. Ngoài ra, sinh viên ngành điều dưỡng còn có cơ hội nhận rất nhiều học bổng hấp dẫn khác như học bổng khuyến khích học tập, học bổng lớp chất lượng cao, vân vân và các giải thưởng nghiên cứu khoa học giá trị cấp khoa, cấp trường và cấp bộ. Các bạn trẻ yêu quý, có lẽ chưa bao giờ những điều dưỡng viên, những chiến binh áo trắng lại được trân quý như hiện nay, nhất là trong giai đoạn cả thế giới bị dịch bệnh hoành hành. Nghề nghiệp vững vàng, tương lai sáng lạn, xã hội tôn vinh, các bạn đã thật sự sáng suốt khi chọn cho mình một nghề nghiệp cao quý là chăm sóc và bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng. Bằng lương tâm, trách nhiệm và danh dự, Đại học Đại Nam sẽ chắp cánh cho những ước mơ của các bạn sẽ trở thành hiện thực với một chương trình đào tạo thực tế và tiên tiến, truyền cho các bạn ngọn lửa đam mê trong học tập, cống hiến cho các thế hệ điều dưỡng Việt Nam những chiến binh ưu tú. Chào mừng các bạn đến với khoa điều dưỡng. Chúc các bạn sẽ có một hành trình học tập đáng nhớ và ý nghĩa tại trường Đại học Đại Nam.